Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là thứ Tư, 8 tháng 5, 2024. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Bảo vệ Metro bắn chết kẻ đột nhập sau khi bị đâm. Nhân viên bảo vệ bị bắn bên ngoài nhà Track ở Toronto. Thái Lan lên kế hoạch thay mới máy bay chiến đấu. Vài giờ sau khi được thả khỏi nhà tù Nam California, người đàn ông lại bị bắt. Máy bay Hawaiian Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ở LAX. La Vân Hy, nam thần cổ trang, gây sốc vì gầy trơ xương, chẳng dám đứng cạnh bạn diễn nữ dù chỉ một lần. Một người thiệt mạng, gần 20 người nhập viện sau buổi tiệc có tiết canh dê. Nữ Việt Kiều tử vong sau khi giải phẫu thẩm mỹ ở Sài Gòn, Việt Nam. Bảo vệ Metro bắn chết kẻ đột nhập sau khi bị đâm. Tin từ East Hollywood, California. Vào sáng sớm thứ Ba 7 tháng 5, một bảo vệ đã bắn chết một người đột nhập vào trạm xe điện Metro ở East Hollywood sau khi bị đâm. Theo đài ABC 7, Sở Cứu Hỏa Los Angeles cho biết có người báo tin về sự việc xảy ra tại trạm xe điện ngay ngã tư đường Vermont và đường Sunset lúc 9 giờ sáng. Trong thông cáo, cơ quan giao thông đô thị Los Angeles County, được gọi tắt là Metro, cho biết vài bảo vệ được kiểm tra những khu vực không cho công chúng vào của trạm xe rồi phát hiện nghi can. Lúc đầu bảo vệ chỉ dùng bình xịt hơi cay, nhưng một người bị nghi can đâm vào chân, sau đó phải nổ súng tự vệ. Bảo vệ bị thương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định, còn nghi can qua đời tại hiện trường và nhân viên công lực chưa cho biết danh tánh. Sự việc xảy ra sáng 7 tháng 5 chỉ là một trong những vụ bạo lực xảy ra tại trạm xe bus và xe điện của Metro trong những tuần gần đây. Vào ngày 26 tháng 4, Hội đồng Quản trị Metro công bố tình trạng an ninh khẩn cấp sau khi mấy vụ tấn công tài xế xe bus và vụ đâm chết một phụ nữ 66 tuổi trên xe điện trong những ngày vừa qua. Nhân viên bảo vệ bị bắn bên ngoài nhà Greg ở Toronto. Một nhân viên bảo vệ bị bắn bên ngoài dinh thự của Grabber Greg ở Toronto đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, theo cảnh sát. Cơ quan cảnh sát Toronto cho biết một vụ nổ súng ở khu vực đại lộ Bayview và đại lộ Lauren East vào khoảng 2 giờ 9 phút sáng. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe hơi. Cảnh sát cho biết họ có video về vụ nổ súng, nhưng không cung cấp mô tả về nghi phạm hoặc phương tiện chạy trốn vào thời điểm này. Thanh tra Paul Crochet thuộc lực lượng đặc nhiệm liên hợp súng và băng đảng của Toronto cho biết trong một cuộc họp báo, vụ nổ súng xảy ra khi Greg vẫn đang vướng vào mối quan hệ bất hòa với rapper Kendrick Lamar, khi cả hai nghệ sĩ trao đổi các bài diss, đưa ra cáo buộc về hành vi bất hợp pháp và vô đạo đức. Khu vực xảy ra vụ nổ súng được gọi là Rideau Park, một khu vực cao cấp ở Toronto, Ontario, Canada, với những ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô la. Thái Lan lên kế hoạch thay mới máy bay chiến đấu. Quân đội Thái Lan hướng đến thay thế các máy bay thế hệ cũ bằng những mẫu mới tiên tiến từ Thụy Điển hoặc Mỹ. Thái Lan lên kế hoạch thay mới máy bay chiến đấu. Tư lệnh không quân Thái Lan Penphakdi Pattanakul dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Thụy Điển và Mỹ trong tháng này để thảo luận chi tiết về kế hoạch mua máy bay chiến đấu mới. Theo kế hoạch, thỏa thuận sắp được ký kết sẽ bao gồm việc chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí của quốc gia Đông Nam Á. Trong chuyến đi lần này của ông Penphakdi, mục tiêu là mua máy bay Gripen do Thụy Điển sản xuất hoặc chiến đấu cơ F-16 Block 70/72 của Mỹ, nhằm thay thế một phi đội gồm 12 chiếc F-16 ACE và F-16 ADF cũ. Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, không quân nước này sắp hoàn tất thỏa thuận với việc ủy ban mua sắm đặc biệt vào tháng 6 sẽ quyết định phi đội nào sẽ được thay thế bằng những chiếc máy bay mới. Chính phủ Thái Lan muốn mua máy bay mới cấp bách hơn khi đang tăng cường triển khai máy bay phản lực tuần tra biên giới phía Tây nước này, trong bối cảnh cuộc nội chiến tại nước láng giềng Myanmar càng trở nên nghiêm trọng hơn. Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, quân đội Thái Lan sẽ mua 4 chiếc máy bay với tổng giá trị ước tính lên tới 19 tỷ bạc, tương đương với 517 triệu đô la. Với việc hiện đang sở hữu 50 chiếc F-16 và một phi đội Gripen, Thái Lan là quốc gia đầu tiên Đông Nam Á
mua máy bay chiến đấu đa năng của Thụy Điển. Vài giờ sau khi được thả khỏi nhà tù Nam California, người đàn ông lại bị bắt. Cảnh sát cho biết một người đàn ông vừa mới ra tù ở Riverside đã bị bắt lại vài giờ sau đó. Người đàn ông được xác định là Donry Parker Jr., 25 tuổi. Theo Sở Cảnh sát Riverside, đã được thả khỏi nhà tù ở trung tâm thành phố Riverside sau khi thụ án khoảng 6 tháng vì tội cướp và nhiều tội danh khác. Cảnh sát Riverside cho biết Parker bị kết án 3 năm quản chế, nhưng anh ta bị cáo buộc đã tấn công một nhân viên bảo vệ bên ngoài một cửa hàng tạp hóa bằng một miếng xi măng lớn trong vòng vài giờ sau khi được thả ra. Anh ta lại bị bắt và hiện phải quay lại nhà tù để đối mặt với một vụ tấn công với cáo buộc sử dụng vũ khí chết người. Ngày chính xác thả và bắt giữ Parker không được nhà chức trách tiết lộ. Máy bay Hawaiian Airlines hạ cánh khẩn cấp ở LAX, tin từ Los Angeles, California, theo đài KTLA 5 News loan tin. Một chiếc phi cơ của hãng hàng không Hawaiian Airlines buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở phi trường Los Angeles International Airport vào đêm thứ Hai, 6 tháng 5 sau khi được ban bố tình trạng khẩn cấp do báo cáo về áp suất lớp thấp. Chuyến bay từ Honolulu tới Los Angeles đáp xuống vào khoảng 10 giờ 40 phút ở đường băng số 25 bên trái, một phát ngôn viên LAX nói với KTLA. Máy bay hạ cánh mà không gặp vấn đề gì và vấn đề liên quan đến lớp cần được thay trước khi tiếp tục dịch vụ đã được khắc phục. Tuy nhiên, viên chức này không thể xác nhận được tin tức ban đầu cho hay rằng có trục trặc ở hệ thống bánh đáp máy bay. Băng ghi hình cho thấy xe cấp cứu chạy đến đường băng trước khi máy bay được dẫn về vị trí đậu. Không rõ có ai bị thương trên phi cơ hay không. La Vân Hy, nam thần cổ trang gây sốc vì gầy trơ xương, chẳng dám đứng cạnh bạn diễn nữ dù chỉ một lần. Dù không phải là lần đầu tiên bị đề cập đến vấn đề cân nặng, nhưng La Vân Hy vẫn không khỏi khiến khán giả và truyền thông lo lắng, đặt nhiều câu hỏi. Thời gian gần đây, những hình ảnh mới của La Vân Hy càng cho thấy ngoại hình xuống cân trầm trọng của anh, dù là đóng phim hay ở ngoài đời. Tình trạng cân nặng của La Vân Hy đang đặt mức đáng báo động hơn cả thời gian trước. Dù cho luôn xuất hiện lung linh trong váy áo cổ trang trên phim trường Thủy Long Ngâm, nhưng khi xả vai, La Vân Hy khiến mọi người xót xa bởi thân hình gầy gò của mình. Sau năm 9X, lộ đôi chân khẳng khiu, thân hình nhỏ nhắn và được nhận xét là có thể bị gió thổi bay. Trong một sự kiện gần đây, La Vân Hy cho thấy tình trạng gầy gò đáng báo động, trông vô cùng thiếu sức sống. Đứng giữa những bạn nam khác, La Vân Hy lọt thỏm vì quá nhỏ và ốm yếu. Trang QQ cho rằng, hình tượng của La Vân Hy hiện tại khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng, thậm chí bất thường khi đã kéo dài khá lâu mà không có cách khắc phục. Trong suốt cuộc thời gian ghi hình Thủy Long Ngâm, La Vân Hy chưa từng chung khung hình với các bạn diễn nữ như Lâm Duẩn, Trang Đạt Phi. Điều này được cho là đến từ việc anh luôn bị so sánh khi đóng cùng một bạn diễn nữ trước kia như Bạch Lộc, Ngô Thiến. Vì thân hình gầy gò, La Vân Hy vô tình khiến bạn nữ trông to con hơn, thô kệch hơn. Ngoài ra, Thủy Long Ngân là phim lấy nhân vật nam làm trung tâm nên cho đến nay, La Vân Hy rất hiếm khi lộ cảnh cùng nhân vật nữ. Dù vậy, với tạo hình đẹp vô thực trong thời gian qua, lần này La Vân Hy vẫn được mong chờ sẽ tỏa sáng với dự án mới. Một người thiệt mạng, gần 20 người nhập viện sau bữa tiệc có tiết canh dê. Phía gia đình người ông tên H đã tổ chức bữa tiệc nhân dịp gia đình làm đám cưới cho con. Thành phần tham dự chủ yếu là người thân. Thực đơn gồm các món thịt gà rán, tôm kho, canh dưa cà, tiết canh dê. Một người sau đó khi ăn có triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức hai bên sườn phải. Sau đó, tình trạng của người này diễn biến nặng hơn, chuyển lên bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và tử vong vào ngày 5 tháng 5 với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, gout. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình, nạn nhân thiệt mạng vì do đã ăn tiết canh tại bữa tiệc trên. Ngày 6 tháng 5, nhiều người dân cùng ăn bữa tiệc có tiết canh dê, xuất hiện các triệu chứng nhẹ nên đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Nữ Việt Kiều tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Sài Gòn, Việt Nam. 3 ngày sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, một nữ Việt Kiều Mỹ, 64 tuổi, rơi vào tình trạng hôn mê do sốc phản vệ, sau đó đã tử vong. Ngày 6 tháng 5, thông tin từ Sở Y tế Sài Gòn cho biết, thanh tra sở đang khẩn trương vào cuộc xác minh.
làm rõ nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ. Nạn nhân là một Việt kiều Mỹ, 64 tuổi, ngụ quận 10, đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, quận 7, ngày 27 tháng 3 để làm phẫu thuật hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay, tái tạo thành bụng phức tạp, cấy mỡ vùng mông, cắt da thừa mí mắt, thay túi độn ngực hai bên. Đến ngày 29 tháng 3, tức 3 ngày sau khi phẫu thuật, bệnh nhân được đánh giá sức khỏe diễn tiến tốt. Sau khi bệnh nhân đi lại vận động nhẹ, khoảng 10 phút thì đột ngột than chóng mặt, tay chân vã mồ hôi, khó thở. Dù được hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân rơi vào hôn mê, thở máy. Qua ngày hôm sau, tức ngày 30 tháng 3, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 với chẩn đoán suy đa cơ quan, nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục, thở máy. Đến ngày 3 tháng 5, tức sau 34 ngày nhập viện, nữ Việt kiều Mỹ tim ngừng đập, được y bác sĩ hồi sức tim phổi 30 phút, nhưng tim vẫn không đập. Bệnh nhân được xác định tử vong 7 giờ cùng ngày. Vụ việc đang được Sở Y tế Sài Gòn xác minh điều tra. Dự báo thời tiết thứ năm, 9 tháng 5 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 55 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 41 phút tối. Một số đám mây vào buổi sáng sẽ nhường chỗ cho bầu trời, chủ yếu có nắng vào buổi chiều. Nhiệt độ cao 69 độ F, gió Tây thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm 67% và chỉ số UV cho thấy là 10 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 6 giờ 50 phút sáng và trăng lặn vào lúc 10 giờ 01 phút tối. Một vài đám mây, khu vực có sương mù dày đặc, nhiệt độ 57 độ F, gió đông bắc thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm 79% và chỉ số UV cho thấy là 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý cô chú, các anh chị và các bạn thấy chủ đề hôm nay thú vị, hãy cho Vinh Channel một like và subscribe. Nếu quý vị chưa có đăng ký kênh thì xin hãy đăng ký kênh để mỗi lần video mới đăng lên, quý vị sẽ là người thấy trước hết. Cảm ơn quý cô chú, các anh chị và các bạn. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn mọi người lại những video kế tiếp.